Cả nhà ăn bánh đúc. Út ơi, học bài xong chưa em? Dạ, em xong rồi chị hai. Giúp chị quét cái sân đi. Tuân lệnh chị hai. Mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, mua thịt cá. Út ơi, quét sân xong rồi, vào tắm cho sớm để chị còn giặt quần áo. Dạ. Chị hai, chị thấy em có ngoan không? Út ngoan lắm, ngoan nhất nhà. Chị thấy mẹ mặc cái áo tím này đẹp lắm nè Út. Em cũng thấy thế. Cả cái áo hoa này nữa chị hai này. Chị hai, hôm nay thế nào mẹ cũng mua bánh đúc cho chị em mình. Em thích bánh đúc lắm. Bánh đúc ngon nhất trên đời. Em có thể ăn 5 cái luôn. Được rồi, nếu hôm nay mẹ mua bánh đúc, chị sẽ nhường phần cho em. Vì em rất ngoan. Thật không chị hai? Thật chứ sao không. Cảm ơn chị hai. Chị hai lúc nào cũng thương em nhất. À, mẹ về. Mẹ về rồi chị hai ơi. Con chào mẹ ạ. Mẹ để con cất cho. Mẹ ơi, con ở nhà ngoan lắm. Con học hết bài, rồi lại phụ chị quét sân, giặt quần áo, phơi quần áo nữa. Mẹ có mua bánh đúc cho con không? Út ngoan quá. Tất nhiên là mẹ nhớ mua bánh đúc cho con rồi. Bánh đúc ngon quá mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ uống đi cho đỡ khát. Mẹ xin. Chà, đi chợ cả ngày, trưa nắng chỉ ước gì được một cốc nước con gái pha cho như thế này. Từ mai, ngày nào con cũng mang nước ra chợ cho mẹ nha. Ngoài chợ, mùa hè thì nắng cháy tóc, mùa mưa thì bạc cả áo. Con ra đó làm gì cho vất vả. Mẹ chỉ nói thế thôi. Ăn đi con. Món hai chị em thích nhất này. Chị hai ăn đi. Bánh đúc ngon lắm. Hôm nay hai chị em ở nhà ngoan. Mẹ thưởng cho hẳn 5 hào bánh đúc cơ đấy. Con sao thế? Mọi lần con thích ăn bánh đúc lắm mà. Mẹ ơi, con... con chưa ngoan. Sao? Sao lại chưa ngoan? Hai chị em ở nhà giúp mẹ được bao nhiêu việc mà. Áo mẹ bạc hết màu, đầu mẹ nắng cháy tóc. Trưa con không pha nước cho mẹ được. Mẹ vì chúng con mà ngày đêm khó nhọc. Con chưa ngoan, chưa ngoan. Ôi, con gái mẹ lớn thật rồi. Ơ, chị hai mà chưa ngoan thì em cũng chưa ngoan, phải không? Không, không, hai chị em đều ngoan. Mẹ rất yêu các con. Lòng tốt của Quân. Cậu dậy rồi à? Cậu thấy trong người thế nào rồi? Lúc chiều đang đi cùng nhau trên đường, tự dưng cậu lảo đảo rồi ngã xuống. Tớ lo quá. Lúc đấy tự dưng tớ thấy chóng mặt quá. Cậu đưa tớ vào viện à? Ba tớ đã biết tớ ở đây chưa? Tớ báo cho ba cậu rồi. Ba cậu đang nói chuyện với bác sĩ. Giờ cậu có đói không? Tớ mua chút gì cho cậu ăn nhé. Cậu mua giúp tớ. Cảm ơn cậu. Cháu đã bị suy thận khá nặng, cần chữa trị gấp. Nếu để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy thận nặng? Anh phải chuẩn bị tinh thần. Bệnh này chữa trị phải thật kiên trì, thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh. Vì thận của bệnh nhân đã bị suy khá nặng nên cần lọc máu. Trời ơi! Gia đình cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiền điều trị sẽ rất tốn kém. Cháu cần được chữa kịp thời, tránh để bệnh chuyển sang các giai đoạn nặng hơn. Bệnh sẽ nghiêm trọng và các biện pháp chữa trị cũng khó khăn hơn. Trời ơi! Nam! Bác ơi! Bác sĩ có nói bao giờ Nam sẽ khỏi bệnh không ạ? Cháu cũng nghe bác sĩ nói rồi phải không? Thằng Nam khổ thân nó. Chúng ta nhất định phải chữa trị cho Nam bác ạ. À? Đúng, phải cứu nó chứ. Nhưng cháu cũng biết đấy, bác gà trống nuôi con,
biết làm sao bây giờ. Nam ơi, nhất định cậu phải sống. Bác về đâu cháu chở về ạ? À? Không, bác không đi nhé. Dạ. Cô đi xe ôm không ạ? À? Không cháu à. Trời, sao cháu lại... Cháu làm gì thế hả Quân? Bác, cháu chạy xe ôm bác ạ. À? Từ giờ có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ chạy xe ôm kiếm tiền phụ bác chữa bệnh cho Nam. Trời ơi, sao thế được? Thời gian của cháu phải dành cho việc học tập. Bác lo được cho Nam. Cháu về đi. Cảm ơn cháu. Bác ơi, cháu tranh thủ thời gian không lên lớp. Cháu nhất định phải giúp Nam. Cháu phải nghe lời bác. Cháu về đi. Cháu chạy xe ôm thế này, ba mẹ cháu sẽ rất lo lắng. Xe ôm. Có ngay ạ. À. Bác vào phòng với Nam đi ạ. À. Bác đừng lo cho cháu. Quân kìa, sao bạn ấy lại ở đây? Chào các bạn. Các bạn đến thăm Nam hả? Ừ, mà sao trên xe của cậu lại có chữ xe ôm thế này? À, tớ muốn tranh thủ ngày nghỉ đi xe ôm giúp thêm cho bạn Nam. Sao cơ? Cậu bảo giúp cho Nam á. Nhưng còn học tập cậu tính sao? Lại sắp thi học kỳ rồi mà. Ừ, mày nói đúng đấy. Mà cậu đi xe ôm thì được bao nhiêu tiền đâu. Có khi ngồi cả ngày chưa chắc đã có khách. Thôi, các bạn cứ về đi. Tớ biết làm thế này cũng chẳng được là bao. Nhưng thêm được đồng nào cho nhà Nam là hay đồng nấy. Thôi chết, sắp mưa rồi. Quân, mau vào đây trú mưa. Cháu ơi, ở đây có ai đi xe ôm không? Có cháu ạ. À. Cô lên đây cháu đèo ạ. À. Bạn tôi bị bệnh nặng, vì vậy tôi đang rất cần tiền. Nếu các bạn cần đi xe ôm, hãy gọi cho tôi. Bất kể mưa gió, đêm hôm, bão lụt, tôi cũng sẽ đi. Gia đình bạn tôi rất nghèo, tôi muốn dùng sức lao động chân chính của mình để giúp bạn tôi. Cô đây, cô chính là người hôm trước mà cháu đã chở giữa trời mưa bão. Thật cảm động trước tấm lòng của cháu. Cô sẽ là khách hàng trung thành của cháu. Không những vậy, cô cũng sẽ nhắn người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của cô đến để ủng hộ cháu. Thật cảm phục tấm lòng của anh. Ngay bây giờ em có việc cần đi gấp, anh có đi không ạ? À? Đi chứ em, bất cứ lúc nào có khách gọi anh cũng đi. Ôi, các bạn đang làm gì thế này? Thông tin trên Facebook của cậu đã lan tỏa đến mức chóng mặt. Status của cậu đã nhận được rất nhiều like và comment. Chúng tớ sẽ cùng với cậu, cùng làm xe ôm để giúp gia đình của Nam. Cảm ơn các bạn. Ừ, chúng tớ phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu đã giúp chúng tớ nhận ra giá trị đích thực của tình bạn. Cho bác về đường hoàn cầu. Dạ vâng ạ, mời bác lên xe ạ. Một thời gian sau. Cảm ơn Quân, cảm ơn các cháu. Nam đã thực sự được cứu sống rồi. Nhờ sự giúp đỡ của các cháu, nhiều người đã biết đến hoàn cảnh của Nam. Có gia đình có người mới mất đã đồng ý hiến thận cho Nam. Tốt quá. Thế còn tiền mổ cho Nam liệu có đủ không bác? Đủ cháu à. Ngoài tiền các cháu ủng hộ Nam, còn có rất nhiều nhà hảo tâm đến giúp đỡ gia đình bác. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ ủng hộ một phần chi phí. Ôi, thật tuyệt quá. Thật mừng cho bác, thật mừng cho Nam. Thôi nào các bạn, ta cùng nhau vào thăm Nam đi. Võ sĩ giấy mèn. Sao lại chán thế này cơ chứ? Chẳng có trò gì chơi cả. Tiến lên nào, chiến đi. Tiến lên nào. Tiếng ồn ở đâu thế nhỉ? Tiến lên, chiến đi. Nào, chiến đi. Cố lên, cố lên. Hạ gục nó đi. Kìa, phong thủ. Đúng rồi, tấn công đi. Tuyệt quá, thắng rồi. Một trận chiến vô cùng căng thẳng đã kết thúc bằng một cú knockout tuyệt vời. Mày giỏi lắm, ta sẽ có thưởng. Chà, cậu ấy thật sướng, mang danh võ sĩ thượng hạng, được thiết đãi và chăm sóc cẩn thận. Mình cũng muốn trở thành võ sĩ giống như cậu ấy. Úi,
Dây trũi đấy ạ. Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ nói cậu nghe này, tớ đang có một dự định mới. Tớ sẽ trở thành một võ sĩ. Gì cơ? Võ sĩ ư? Đúng vậy, chỉ cần chiến đấu vài trận thôi là danh của tớ sẽ nổi như cồn. Không được đâu giấy mèn ơi, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chiến đấu vài trận chỉ giống như tập thể dục thôi, mà được ăn ngon sung sướng cả ngày, không phải lo đi kiếm ăn nữa, có gì nguy hiểm đâu. Tớ chính là một võ sĩ giấy mèn. Không được, cậu hãy nghe lời tớ đi. Tớ quyết rồi, cậu đừng ngăn cản tớ. Ta phải thành võ sĩ. Thành võ sĩ. Tớ chưa bắt được con dế nào cả. Tớ bắt được một con rồi. Để tớ cùng cậu tìm nhé. Cơ hội đây rồi. Ở kia có một con dế rất to kìa. Bắt được mày rồi nhé. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Hãy chờ đón những miếng vỏ của võ sĩ thượng hạng ta đây. Nạn nhân thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa. Tranh thủ mà tận hưởng đi nhé cậu bé. Mày phải giữ sức chuẩn bị cho cuộc chiến với đệ nhất giấy chọi đấy nhé. Giấy mèn, giấy trũi, sao cậu ở đây? Tớ tới để giải thoát cho cậu nè. Sao phải giải thoát? Tớ ở đây đang rất tốt, ngày ngày được đi chiến đấu, giành được vinh quang mà. Thậm chí sắp tới, tớ còn chiến đấu với đệ nhất giới chọi, dự kiến là một trận chiến rất kịch tính, ai ai cũng mong chờ trận chiến này hết. Cậu có biết đệ nhất giới chọi là ai không hả? Hắn vô cùng ghê gớm và tàn ác, ai rơi vào tay của hắn cũng không còn đường sống. Tớ còn không lo thì cậu lo gì chứ? Chính vì hắn như vậy nên tớ càng muốn chiến đấu. Nếu tớ thắng được hắn thì tớ sẽ là đệ nhất. Lúc đó tớ muốn gì mà chẳng được. Nhưng mà... Thôi cậu đừng nói nữa, cậu về đi. Tớ sẽ không thay đổi đâu. Trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Thằng oắt mới lớn. Để xem ngươi có tài cán gì nào. Tưởng cu cậu thế nào? Đệ nhất thắng rồi, thắng rồi. Đúng là cái đồ vô tích sự. Giờ mình đã thành kẻ vô tích sự rồi sao? Giấy trũi nói đúng. Chốn này không phải dành cho mình. Vinh quang ở đây chỉ là sự hào nhoáng. Chạy theo sự hào nhoáng hư danh rốt cuộc chỉ là làm hại thân thôi. Chú chó tình nghĩa. Chà, thời tiết sau cơn mưa thật tuyệt. Ôi, con chó nào thế kia? Một con chó tội nghiệp, mày ở đâu đến đây? Trông mày mệt mỏi quá. Khổ thân mày, mày muốn gì nào? Chắc mày đói lắm rồi phải không? Đợi ta chút nhé. Sao thế? Trông mày có vẻ rất đói và mệt. Sao lại không ăn nữa? Sao thế? Mày có ý gì? Chẳng lẽ mày muốn mang thức ăn về sao? Ta hiểu rồi. Đợi chút, ta cho thức ăn vào túi cho mày mang về nhé. Quả thực là con chó dễ thương và thông minh. Mệt mỏi như vậy mà còn cố phi về ngay lập tức. Sao hôm nay mưa to thế không biết? Ôi, trời ơi, con chó hôm trước. Ăn đi, lần này phải ăn nhiều vào nhé. Mưa bão thế này đừng có vội về. Cứ ở đây ngủ với ta, mai tạnh mưa hãy về. Sao cơ, lại muốn mang về à? Thôi được rồi, ta sẽ gói về cho mày. Nhưng đợi tạnh mưa hãy về. Đợi tạnh mưa đã, vẫn chưa tạnh hẳn mưa mà.
ơi, Lilica, đêm hôm nó đi kiếm thức ăn về cho con mèo ốm yếu này ư? Nó còn chia thức ăn cho đàn chó hoang này à? Không thể tin nổi, mà nó kiếm thức ăn ở đâu mang về thế nhỉ? Lilica xin thức ăn ở đâu mà xa thế? Khổ thân mày. Quả là một con chó kiên trì. Hôm nay mày đưa ai đến thế này? Dạ chào bà. Thưa bà, cháu là chủ của con chó này. Ồ, vậy ư? Chú chó này ngày nào cũng đến nhà bà xin thức ăn. Trời ơi, với một đoạn đường rất xa mỗi đêm ư? Đúng thế, kể cả gió mưa, bão lụt, đêm nào nó cũng tới. Có điều nó không bao giờ ăn mà luôn muốn đem về. Bà nghĩ ở nhà có ai đó đang cần thức ăn hơn nó. Lilica, ta không ngờ mày có thể dũng cảm và nhân hậu như vậy. Thưa bà, sự thật cháu mới phát hiện ra. Con chó đi xin thức ăn để chia sẻ cho một chú mèo già và đàn chó hoang ư? Dạ vâng ạ. Cháu ước mình phát hiện ra điều này sớm hơn để có thể cho nó thêm đồ ăn, để nó không phải lặn lội xa như thế. Thật hiếm thay một tâm lòng nhân hậu nào được như mày. Và cảm ơn mày đã đến làm bạn với bà suốt thời gian qua. Bây giờ cháu đã biết sự thật, chắc chắn cháu sẽ không để cho nó phải vất vả như vậy nữa. Đúng vậy, nhưng bà sẽ rất buồn nếu không được gặp chú chó đáng yêu này nữa. Không đâu thưa bà, cháu sẽ thường xuyên đưa nó về thăm bà. Và cảm ơn bà về tình yêu của bà đã dành cho chú chó suốt thời gian qua. Cảm ơn cháu, cô bé và cả chú chó nhỏ đáng yêu này nữa. Cảm ơn mày đã đến và làm bạn với ta trong suốt thời gian qua. Thời gian của thỏ con. Sao bác gà trống dậy sớm thế? Cứ gọi ván cả khu rừng lên. Thỏ con ơi, mau dậy thôi, trời đã sáng lắm rồi. Kìa mẹ, còn sớm mà, cho con ngủ thêm tí nữa. Giờ là đã 8 giờ rồi, đâu còn sớm sủa gì nữa. Mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa thôi. Thế ngủ thêm một tí nữa thôi đấy nhé. Vâng ạ, à, cảm ơn mẹ. Hôm nay nhà bác gà trống dựng nhà mới, mẹ sang nhà bác gà trống giúp bác một tay. Con ở nhà tự nấu ăn cơm nha. Và nhớ là 5 phút nữa, chuông báo thức kêu thì con phải dậy đấy nhé. Vâng ạ, à, mẹ cứ đi đi. Mẹ đi làm rồi, mày để tao ngủ đánh thức làm gì? Thỏ con ơi, đi câu cá với chúng tớ không? Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Được, vậy chúng tớ đi nhé. Muốn ngủ thêm một tí mà hết người này làm phiền tới người kia làm phiền. Thôi, ngủ tiếp thôi. Ôi, đã đến trưa rồi hả? Nhanh thật. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mà thôi, mình ngồi đây chơi một lát vậy. Sao vắng vẻ thế nhỉ? Mãi chẳng thấy ai về là sao? Chào hai bạn đi câu cá về đó hả? Chào thỏ con, bây giờ cậu mới ngủ dậy hả? Trong lúc cậu ngủ, chúng tớ đi câu được một giỏ cá đầy rồi đây nè. Vậy ư, thích nhỉ? Ừ, cậu xem đi. Thôi, chúng tớ phải mang giỏ cá về cho mẹ đã, chào cậu. Tiếc thật, vậy mà tớ không đi câu cá với các cậu, thì có phải giờ này có cá ăn rồi không?
Ôi, mẹ đã về, ở nhà buồn quá mẹ ơi. Thế à, vậy ngày hôm nay con đã làm được những việc gì nào? Con chỉ ngủ và chơi thôi đúng không? Con có biết từ sáng đến giờ mọi người làm được những gì không? Nào, để mẹ chỉ cho con xem. Ôi, ngôi nhà đẹp quá. Hai mẹ con nhà Thỏ đến chơi đấy à? Dạ, em đưa cháu đến tham quan nhà mới của bác ạ. Nhờ mẹ cháu và các cô, các bác trong xóm giúp sức, nên hôm nay ngôi nhà của bác đã hoàn thành đấy cháu ạ. Ôi, các cô, các bác và mẹ cháu đã giúp bác hoàn thành ngôi nhà này chỉ trong sáng nay sao ạ? Đúng rồi cháu, mọi người ai cũng làm việc chăm chỉ. Biết quý trọng thời gian thì công việc sẽ nhanh chóng được hoàn thành thôi. Thôi em chào bác, em phải đưa cháu đi thăm đồng một lát. Khi nào rỗi em lại qua bác ạ. Ừ, vậy chào hai mẹ con nha. Mẹ ơi, trong thời gian con không làm việc gì thì mọi người làm được bao nhiêu là việc. Mẹ thì giúp bác gà trống dựng nhà, còn bạn mèo thì câu được bao nhiêu là cá. Ừ, giờ con ra cánh đồng xem là trong thời gian con ngủ và ngồi chơi thì mọi người đã làm được những gì nhé. Ôi, chỉ có một buổi sáng mà mọi người đã gặt nhiều lúa thế này cơ ạ. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh lắm con à. Thảo nào, con ngủ một lúc mà đã đến trưa rồi, nhanh thật. Mẹ ơi, con đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ và chơi. Thời gian ấy, con có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Con hiểu được như vậy thì tốt quá. Vậy chủ nhật tuần sau, con sẽ dùng thời gian vào việc gì nào? Dạ, con sẽ đi câu cá cùng bạn mèo, hoặc trồng một khóm hoa trước nhà. Con cũng có thể giúp đỡ các em nhỏ ôn bài ạ. Đúng rồi đấy con à, thời gian rất quý giá. Chúng ta không nên để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Phải biết quý trọng thời gian, dùng thời gian của mình để làm nhiều việc có ích. Dạ, con hứa với mẹ, từ ngày mai trở đi, con sẽ không bao giờ để mất một phút thời gian vô ích nào. Ôi, con yêu của mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.